Ellie hả? Chúc mừng Ellie nha. Bây giờ tôi đã có kết quả siêu âm rồi nè. Rồi, thai 5 tuần rồi nha. Chúc mừng vợ chồng ha. Rồi, còn bây giờ là phải chú ý ăn uống bồi bổ cho có đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi nha. Thịt, trứng, cá, uống sữa đều đều nha. Thai đang tốt. Chúc mừng Ellie. Được rồi, vậy nha. Ellie nhớ tới lấy kết quả siêu âm và lấy thuốc về dưỡng thai nha. Được rồi, chào Ellie. Đi đâu rồi không biết nữa. Gọi thì không nghe máy. Nói ở khách sạn, qua khách sạn thì đi đâu mất tiêu. Thiệt tình. Cô đi đâu rồi kìa? Chúc mừng cái gì chứ? Cái chấm bé xíu xìu như hành động này mà 5 tuần tuổi hả? Hành động bé xíu này là con của tôi thật sao? Cái hành động ngốc nghếch sao con lại dại dột xuất hiện ngay lúc này chứ? Có ai chào đón con không hả? Con với mẹ đúng là đồ ngốc mà. Mẹ ngốc quá con ơi. Mẹ xin lỗi con. Hành động bé xíu của mẹ à. Mẹ có lỗi với con quá. Mẹ biết phải làm gì với con đây. Gái, quên mất ba rồi sao? Dạ đâu có đâu ba, con nhớ ba nhiều lắm. Ủa, giọng con sao buồn vậy? Con đang khóc sao Ellie? Thằng đó nó đối xử không tốt với con sao? Dạ đâu có đâu ba. Con gái ba xinh đẹp vậy, ai mà dám đối xử không tốt chứ. Ảnh thương con lắm ba ơi. Cả gia đình ảnh nữa, ai cũng thương con hết. Con nói thiệt không đó? Ba sẽ cho người điều tra coi con có nói đúng không ở nhà. Trời ba ơi, không có cần đâu ba. Con nói thật mà, con gái ba con nói dối ba bao giờ đâu. Con thì dễ tin người, chứ ba đâu có dễ để cho người ta dắt mũi con gái ba đi như vậy được. Ba sẽ cho người điều tra gia đình đó, con cứ biết vậy đi. Không cần đâu ba. Thôi, giờ con bệnh rồi, để có gì con lên Facebook con nói chuyện với ba nha. Mới nói chuyện với ba chút xíu mà đuổi rồi hả? À mà thôi, ba cũng đi công chuyện đây con gái. Con phải sống thật vui nha Ellie. Xảy ra chuyện gì phải báo cho ba liền, nghe không con? Dạ. Con thương ba nhiều. Con chào ba nha. Ba chào con gái. Ba tôi mà biết anh đối xử tệ bạc với tôi như vậy, ba tôi cho người thanh toán anh cho coi. Làm sao bây giờ? Mình có nên giữ đứa bé này không?